Rồi 1, 2, 3. Rồi, cập nhật tình hình máy hôm nay. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 2017. Thì một số máy đang bảo dưỡng, chuẩn bị về nhà. Đây máy thì về còn nhiều lắm, gần tới 30-35 chiếc rồi. Đủ các loại hết cho các bác lựa nha. Thì bữa nay về mười mấy chiếc á, mình sẽ đăng từng video của từng con lên trong list máy nó qua sử dụng á, hoặc là cái danh sách máy cũ á, sẽ đăng từng số cùng luôn. Thì nếu các bác cũng quan tâm theo dõi thì các bác ở dưới đây nè, có cái nút đăng ký hoặc là cái nút subscribe á, thì các bác nhấp vào đó là các bác sẽ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình ha. Từ đó các bác sẽ nhận được những cái video sớm nhất về tình hình máy. Phía trong này cũng còn mấy con đậu, đã hết chỗ đậu rồi. Còn phía bên đây là cái máy cuộn rơm tự hành. Đây. Máy cày chuẩn bị đi, bữa nay bán máy cày không ạ? Mình ở công ty Thiết Tiên, ở tỉnh Vĩnh Long nha, chỉ có một công ty duy nhất ở Vĩnh Long thôi. Đây là máy cộ, máy chở lúa. Thì tuần nào mình cũng có về máy vậy á, nên các bác cứ yên tâm về số lượng máy có đầy đủ hết cho các bác xem. Rồi thì cũng về mấy chiếc đẹp, cái chiếc này còn một chiếc nè, với lại có hai tuần nữa là có về thêm lô máy đẹp nữa. Chỗ này là kho phụ tùng đủ hết. Đây là quang cảnh phía trước nha, trời đủ hết. Còn địa chỉ công ty. Đây, có đủ rồi, máy cày hết luôn. Phía trước này mình cũng còn để hai chiếc 105X có sẵn. Đó. Trong ở chiếc xe 010 với máy cuộn rơm thôi. Thì cảm ơn các bác lâu nay đã theo dõi kênh bán hàng của mình. Sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Số
này khung của máy gặt, các bác nào cần lên chân thì mình có sẵn nha. Này máy nhiều lắm cho nên các bác cứ vào lựa. Rồi bữa nay là 27 tháng 9. Đây, về thêm một lô máy nữa. Lô này mười mấy rồi, 12 chiếc. Hôm nay về thêm máy cài nhé, mấy chiếc xe cũng không ít đu. Giá thì mấy chiếc máy cài này khoảng 290, có đủ đồ hết. Rồi siêu này máy nó về thêm. Rồi giờ tiếp tục nha. Gần sau gỡ cài đem gần trước. Gỡ cài đem gần trước chân. Rồi, tạm ngừng xíu nha, để làm sao quay từng chiếc rồi đó. Để hồi mình quay từng con cho bắt kem luôn.
dàn sới của nó nè.